Kính chào các bạn, đây là giáo trình về sản xuất thương mại dịch vụ. Sau khi các bạn nhận được tên đăng nhập và mật khẩu từ Kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ truy cập vào trang web lớphoc.lankietoan.vn và các bạn sẽ đăng nhập. Sau đó vào khóa học của tôi, chọn đến khóa sản xuất thương mại dịch vụ. Và chúng ta mở ra thì sẽ có các buổi học về kế toán sản xuất thương mại dịch vụ. Các buổi học này sẽ được sắp xếp theo trình tự. Buổi đầu tiên sẽ là hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm cũng như là hướng dẫn cho các bạn làm quen về hình thức học. Cài đặt phần mềm thì giáo viên sẽ hướng dẫn về cài đặt Misa, cài đặt Skype hoặc cài đặt Ultraview, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Sau khi cài đặt phần mềm xong thì chúng ta sẽ quay sang buổi thứ hai là nhập các số dư đầu kỳ của các tài khoản cũng như là khai báo các danh mục như phòng ban, nhân viên, danh mục khách hàng, nhà cung cấp. Và đặc biệt ở đây sẽ là về định mức sản phẩm, tức là một sản phẩm thì sẽ bao gồm những nguyên vật liệu gì để trong quá trình chúng ta hạch toán trong kỳ xuất kho vật tư ra để sản xuất thì phần mềm sẽ tự động cập nhật cho các bạn. Tiếp theo là bên dưới các buổi thì sẽ có những cái mô tả để các bạn hiểu sơ qua nội dung bên trong của tài liệu và để giúp các bạn tìm kiếm các hóa đơn chứng từ sẽ được thuận tiện. Ví dụ như khi mà chúng ta đã hạch toán xong, đến lên báo cáo tài chính mà còn sai ở một số những chỉ tiêu, hoặc là khi chúng ta đối chiếu tờ khai thuế và đang bị chênh lệch tiền thuế thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm số hóa đơn để xem hóa đơn đó các bạn sẽ chọn chúng xuất đúng hay chưa. Thì chúng ta chỉ cần nhấn Ctrl F. Ví dụ ở đây các bạn tìm số hóa đơn là 471, nhấn Enter thì trình duyệt sẽ tự động bôi vàng cho chúng ta 471 nằm ở buổi nào, và từ đó chúng ta click vào tài liệu kế toán buổi đó để xem. Ở đây tôi sẽ cho các bạn xem thử một tài liệu kế toán buổi 3. Các bạn nhấn vào xem nội dung. Trong một buổi thì có rất nhiều hóa đơn chứng từ. Trên giáo trình thì ghi là khoảng tầm 7 đến 8 buổi, nhưng đối với các buổi học thực tế thì các bạn sẽ phải chia nhỏ ra thành rất nhiều buổi. Ví dụ như là một buổi 3 thì chúng ta sẽ cần phải học đến từ 2 đến 3 buổi thực tế. Bởi vì ngoài cái việc hạch toán thì giáo viên sẽ phải có trách nhiệm là phân tích những cái nội dung cũng như cách hạch toán và cách xử lý số liệu khi các bạn sẽ gặp phải các cái tình huống đối với việc hạch toán cũng như là những cái mặt hồ sơ liên quan để chứng minh được cái doanh thu chi phí nó là hợp lý. Nên một buổi chúng ta có thể chia thành rất nhiều buổi thực tế chúng ta học. Ở đây là các hóa đơn chứng từ thực tế của một công ty về sản xuất thương mại may mặc. Nếu như mà bạn nào học về kế toán sản xuất may mặc thì các bạn có thể tham khảo giáo trình sản xuất có thương mại dịch vụ. Nội dung của khóa học thì các bạn cũng đều được học tổng hợp tất cả công việc của kế toán, từ việc hạch toán các hóa đơn mua vào, bán ra, hạch toán lương, ngân hàng, bảo hiểm, rồi công cụ, tài sản, hạch toán về kho, ví dụ như là lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu hoặc là lập phiếu nhập kho thành phẩm từ sản xuất, rồi các phiếu như phiếu thu trong quá trình mà chúng ta bán hàng, khách hàng thanh toán ngay, hạch toán giấy nộp tiền, thuế các loại vào ngân sách nhà nước, rồi kê khai báo cáo các loại thuế. Cuối kỳ thì chúng ta sẽ tập hợp chi phí để tính giá thành và lên báo cáo tài chính. Cách in sổ sách cũng như là cách sắp xếp chứng từ sao cho hợp lý, hợp lệ, một cách khoa học để sau này chúng ta thuận tiện cho công việc tìm kiếm cũng như là quản lý. Ngoài ra thì dưới mỗi khóa học thì sẽ có các câu hỏi thực tế mà các học viên hỏi, kế toán Việt Hưng đã tập hợp lại và đưa lên vào buổi cuối của khóa học. Thì khi mà các bạn học xong thì các bạn xem ở buổi cuối để chúng ta cùng nhau thảo luận về các cái vấn đề thực tế phát sinh của các loại hình doanh nghiệp. Như vậy là tôi hướng dẫn cho các bạn về bố cục cũng như là nội dung tổng quát của giáo trình sản xuất có thương mại trên trang web của lớp học.lankietoan.vn. Chúc các bạn học tốt!